Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Channel. Vừa rồi thì hãng Sony đã chính thức công bố ra tên gọi chính thức của RZQ, đồng thời họ cũng cập nhật luôn một số cái thông tin về các phần cứng khác mà họ dự tính ra mắt vào cuối năm nay. Thì những thông tin đó là gì thì mời các bạn cùng Hello theo dõi trong video clip sau đây nhé. Đầu tiên chúng ta hãy nói về RZQ. RZQ bây giờ đã được Sony công bố tên gọi chính thức chính là PlayStation Portal, một thiết bị chuyên dùng để chơi game PS5 dưới dạng remote. Thiết bị này được dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2023 với mức giá vào khoảng 199.99 đô, tương đương với lại 29.980 yên. Bên cạnh việc công bố tên gọi chính thức á, thì Sony họ còn làm rõ thêm một số thông tin khác về mẫu PlayStation Portal này. Thì đầu tiên, giống như tất cả những gì chúng ta đã có thể nhận biết từ lúc mà thấy cái bản thiết kế của cái thiết bị này rồi, thì thiết bị này á, sẽ mang tới những cái trải nghiệm game PS5 chân thật nhất vào thẳng trong lòng bàn tay của các bạn luôn, mà không cần các bạn phải nhìn thẳng lên TV hay một cái màn hình nào khác. Thì để làm được điều đó, cái mẫu PlayStation Portal này á, sẽ bao gồm luôn những cái tính năng cao cấp của DualSense Controller luôn, bao gồm là Adaptive Trigger và Haptic Feedback nè. Rồi cái màn hình mà 8 inch LCD của cái thiết bị này á, có khả năng xuất ra độ phân giải 1080p và chạy hoạt động ổn định ở 60fps. Điều này giúp cho cái thiết bị này có khả năng á, tái hiện rõ ràng nhất, chân thật nhất những cái tựa game chất lượng cao trên máy PS5 được phát triển bởi những cái nhà làm game hàng đầu thế giới. Thì cái thiết bị này á, đã được Sony nói rõ ra rằng luôn là họ sẽ dành cho những người nào mà đang chơi những cái tựa game PlayStation 5 của mình trong một cái phòng khách hoặc là bất cứ cái phòng nào đó mà chúng ta cần phải chia sẻ cái TV với lại một người khác. Cái điều này rất có ý nghĩa luôn, tại vì có rất nhiều bạn á, không thể nào có một cái góc gaming riêng của mình mà họ phải chia sẻ với gia đình hoặc là chia sẻ với vợ con gì đó. Và thiết bị này á, sẽ hoạt động bằng cách thì máy PS5 sẽ truyền hết tất cả dữ liệu hình ảnh thông qua Wi-Fi tới thẳng thiết bị này luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ có thể chơi game mà với độ trễ cực kỳ thấp. Tuy nhiên á, là cái thiết bị này không phải là không có hạn chế. Thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ không thể nào chơi được những game PlayStation VR trên thiết bị này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ không thể nào chơi được những cái tựa game mà phải stream thông qua dịch vụ PlayStation Plus Premium được cả. Thì cái đây là một cái điều rất là đáng tiếc, nhưng mà với cái khả năng chơi được những cái tựa game á, mà của PS5, tựa game mấy game mà độc quyền á, và với độ trễ cực kỳ thấp, thì đây cũng là một cái điểm cộng rất là lớn cho sản phẩm này, đúng không nào? Bên cạnh việc cập nhật thông tin về cái PlayStation Portal ra, thì Sony họ còn cập nhật thông tin về những cái thiết bị phần cứng khác mà họ dự kiến ra mắt vào cuối năm 2023. Thì bất ngờ nhất nha, trong cái đợt hội chợ của Sony lần trước á, chúng ta chỉ thấy giới thiệu là một cái thiết bị, đó chính là RZQ, nay là có tên gọi là PlayStation Portal, cùng với một cái mẫu tai nghe in-ear mà chúng ta chưa biết tên. Thì bây giờ Sony đã nâng tầm cái việc này lên, đó là họ sẽ ra mắt không phải một loại tai nghe mà là tới hai loại tai nghe khác nhau lẫn. Đầu tiên á, là Bose Wireless Headset và Bose Wireless Earbud. Hai mẫu tai nghe này được Sony giới thiệu á, là sẽ sử dụng một cái loại magnetic driver của hãng từ phát triển luôn. Thì những cái loại magnetic driver nè thường chỉ được tìm thấy ở trong những cái tai nghe thuộc dạng siêu cao cấp luôn, có nghĩa những cái tai nghe có giá hàng chục triệu trở lên á, đồng thời á, hoặc là tìm thấy trong những cái tai nghe mà chuyên dành cho những cái producer, những người kiểm âm hoặc là những cái người ta gọi là sound engineer á. Về mức giá thì Bose Wireless Headset sẽ có mức giá là 149.99 đô, tương đương với 18.980 yên, còn Bose Wireless Earbud sẽ có giá là 199.99, tương đương với 29.980 yên. Thì cả hai cái loại tai nghe này đều có thể kết nối trực tiếp với lại PlayStation Portal thông qua một cái chuẩn kết nối gọi là PlayStation Link. Và PlayStation Link đây là một chuẩn truyền tải thông tin âm thanh mới của Sony phát triển dành cho cái việc kết nối những cái mẫu tai nghe mới với lại máy PS5. Thì với chuẩn kết nối này nha, có nó hứa hẹn nó sẽ mang tới là cái việc truyền tải âm thanh có độ trễ cực kỳ thấp, có khả năng truyền tải âm thanh với cái mức mà lossless luôn nè, và cuối cùng á là nó sẽ cung cấp cho khả năng á có thể chuyển đổi một cách vô cùng linh hoạt của những cái mẫu tai nghe mới này giữa cái PS5 nè, một cái USB dongle nè và một cái thiết bị Bluetooth nữa. Thì điều này đồng nghĩa việc nha, giống như bây giờ các bạn á có thể lấy một cái tai nghe earbud của mới của bên Sony, các bạn kết nối với lại là RZQ hay còn gọi là PlayStation Portal á, rồi sau đó các bạn cắm một cái cục wireless adapter lên máy PS5 và các bạn sẽ kết nối với nó với thêm một cái điện thoại nữa. Rồi sau đó lúc mà các bạn đang làm việc, đúng không, hoặc các bạn đang chơi game á, các bạn muốn chuyển đổi qua lại cái thiết bị á, chỉ cần đơn giản là mình sẽ sử dụng một cái thao tác nào đó mà Sony chưa công bố thôi, thì sẽ chuyển đổi một cách rất là mượt mà qua cái ba thiết bị khác nhau luôn. Và trên máy PS5 nha, những người sử dụng á còn có thể sử dụng nó để mà nghe gọi cùng một lúc thông qua cái headset và cái earbud luôn. Thì mình hy vọng á, hai cái mẫu tai nghe này sẽ mang tới một cái bước đột phá mới, giống như hồi mà chúng ta
được trải nghiệm cái Bull 3D vậy. Thì lúc mới trải nghiệm Bull 3D, cái hưởng âm thanh 3D nó vô cùng sống động luôn, và mình hy vọng với cái Elite headset á thì mọi thứ sẽ được nâng tầm lên nữa. Vậy vì mình thấy thiết kế của nó khá là hầm hố và khá là gai góc hơn hẳn luôn so với lại cái bản bình thường nữa. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video clip ngày hôm nay. Thì mình hy vọng là mình có thể là cung cấp cho các bạn những cái thông tin mới nhất về những cái sản phẩm phần cứng của Sony. Và nếu như các bạn có gì thắc mắc á, hãy mạnh dạn để lại bên dưới phần comment hoặc bình luận, mình sẽ vào và giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn luôn. Cái thiết bị này á, hứa hẹn sẽ sớm có mặt tại Halo Shop thôi. Và các bạn nếu như muốn đặt hàng nè, hoặc là các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin về các sản phẩm này á, cứ liên hệ với Halo Shop thông qua các kênh, là giống như kênh chăm sóc khách hàng nè, Facebook nè, hoặc là mình lên tới tận shop luôn cũng được à. Thì bên shop sẽ có những cái chương trình ưu đãi dành cho các bạn luôn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau à. Và nếu như các bạn thích video clip này, hãy để cho mình một like, một share và một subscribe nhé. Vì đó sẽ nguồn động lực rất lớn để mình có thể làm thêm những video clip với nội dung tương tự. Cảm ơn các bạn ạ. À.